anh chị cô chú đã quay lại kênh YouTube máy xây dựng Hồng Nhiên. Hôm nay là Nhiên sẽ giới thiệu các anh chị cô chú một cái máy trà gung, vừa gung mà vừa xoay luôn. Cái máy này nó thích hợp cho những anh chị làm gỗ hay là trà tương cũng được, rồi trà nhám xe mà dạng mà mình đánh bát đánh bóng cũng được. Cái con này là cái model của con này là DK125 ha, DKOS125. Con này là điện 220, công suất của con này là 500W và cái đường kính của nó là đường kính dĩa đó 125 và tốc độ nó từ 0 cho tới 12.000 vòng, tức là nó có điều chỉnh được tốc độ ha. Đây mấy anh chị sẽ thấy là con máy này nó rất là gọn gàng. Cái con này thì nó ra đời, cái con này nó giá nó tương đối nó rẻ, nó sẽ thay thế cho những cái dòng mà Tết hay Makita đó, mấy anh chị nó mắc quá mấy anh chị, trên triệu mấy không à. Thì con này nó bảo hành 6 tháng, có phiếu bảo hành và có cặp thang secure, sách hướng dẫn đầy đủ trong này ha. Rồi nó có một cái túi đựng bụi ở phía sau, con này hay à, có túi đựng bụi. Ở đây nó sẽ tặng cho mình là tới mấy miếng giấy nhám nè, để mấy anh chị trà mình muốn xài tùy theo, mình xài nhám mỏng nhám dày á, nhám to nhám nhuyễn thì mình mua ha. Nhám này là nhám dán, mình chỉ dán lên là xong. Cái này nó bán nhiều ngoài thị trường ha. Rồi con máy của chúng ta đây mấy anh chị thấy là con máy nè đó, con máy này công suất của nó 500W. Đặc biệt của con này á là nó có điều chỉnh tốc độ ở đây mấy anh chị nha, điều chỉnh tốc độ từ chậm tới lẹ, điện 220 nó chạy rất là êm. Dây nguồn của nó tầm cỡ chừng 2m á, dây nguồn nó rất là chắc chắn tầm cỡ 2m. Ở đây thì mấy anh chị thấy rằng nó có một cái túi nè đó, nó có một cái túi ở đây, nó có gòn luôn. Khi mấy anh chị xài vô đây là nó chắc chắn là nó không có bị bụi văng ra tùm lum ha, và nó hút bụi luôn. Ở đây những cắm điện thử cho mấy anh chị coi là cái chạy của nó, đây là công tắc nha đó, nó chạy mấy anh chị nghe nó rất là êm phải không. Tức là bình thường mấy anh chị thấy là khi bình thường là nó xoay như thế này, nhưng mà khi các anh chị mà đè mạnh là nó rung không à ha, mấy anh chị có thể mình tăng giảm đó, nhưng dịnh lại cũng được luôn đó, tăng lên nè đó, tăng tốc độ lên nè đó, 500W rất mạnh nè đó, vậy là nó rung nè đó. Mình mấy anh chị mình ứng dụng cho này rất là nhiều, nhắm to nhắm nhuyễn tùy theo mình ha anh chị, mình có cái lỗ càng tốt, có lỗ nó hút bụi thì càng tốt ha, không có lỗ thì thôi cũng không sao, bụi nó sẽ hút theo dù xung quanh nhưng mà nó không bằng là khi mình có lỗ ha. Đây trà gỗ thử cho mấy anh chị coi, anh chị thấy là trà lên là nó sẽ rất là láng, và đặc biệt bo mình khi mình bo cạnh á, bo cạnh thì cái này rất là ok ha, khi mình bo vô cạnh là đảm bảo là rất là ngon ha. Bén quá thì mấy anh chị mình bo, rồi mấy anh chị mình chỉnh lộ nhỏ để mình làm những cái công việc nó phù hợp với nhu cầu của mình ha. Đặc biệt là nó ít bụi hơn, do là cái cánh quạt nó thổi nó đẩy vừa bụi lên trên cái hộp này. Còn có một anh là anh coi cái anh nói là chà móng chân cũng được, đưa móng chân lên chà móng chân đó, để giũa móng chân có đâu giũa móng chân luôn trời đó. Cái ý kiến của anh đứng anh coi đó, là giũa móng chân cũng được luôn. Bây giờ Nhiên sẽ lấy một cái miếng đánh bát, Nhiên bắt vô đánh bát cho mấy anh chị coi luôn nè. Đây là miếng đánh bát. Đây mấy anh chị mình thấy là cái này là mình đánh bát, mình bật vô như thế này để mình đánh bát xe rất là ok mấy anh chị nha. Rồi Nhiên qua Nhiên đánh bát xe cho mấy anh chị coi. Rồi ở đây mấy anh chị mình có thể là mình đánh bát á, mình đánh bát vô xe nè đó, mình ứng dụng cái này nhiều lắm mấy anh chị đó. Mấy anh chị muốn nhiều thì mấy anh chị tăng lên đó, đánh bát vô xe. Như mấy anh chị phải có cà na, cà na thì đánh vô mới sạch được đó, nó vừa xoay vừa rung nó rất là hay đó. Mấy chị có cà na thì quăng vô quăng cà na vô chứ không phải quăng miếng vô đánh thôi, quăng cà na vô là đánh mới sạch. Rồi mấy anh chị mình cũng có thể là mình có thể mình mua tùy theo cái vật liệu ha, mình có thể mình mua những cái loại mà mình đánh bóng gạch. Ở đây Nhiên chỉ lấy miếng nhám nhưng đánh thử cho mấy anh chị, giống như là nó hàng nó dính về nè, nó khó ra nè mấy anh chị đó, thì mình sẽ đánh dùng những cái này đánh cũng gọn gàng đó. Đó mấy chị thấy nó cũng sạch thấy không đó, là do là mối hàng rồi đó, nó khó ra đó. Mấy anh chị dùng cái này mấy anh chị đánh cũng rất là hay
nói chung là nó ứng dụng nhiều ha. Đó, nói chung là nó ứng dụng nhiều trong cuộc sống mình rồi. Tới giờ thể là mình thấy cái gì được thì các anh chị mình mua những cái loại đó, nó giờ nó bán rất nhiều loại trên thị trường để mình sử dụng vô con máy này rất là hợp lý. Lý do là những con máy kia đó, máy mài đó mình đánh mạnh cái nó bị sốc, cái là nó bị luôn nguyên hư nguyên cái mảng luôn. Còn cái này nó sẽ làm cho những cái công việc đó nó phù hợp hơn. Một con máy Deadton DKOS 125 ha. Đó, có điều chỉnh tốc đầy đủ luôn. Một con máy công tắc nó nằm đây ha. Đó, than thì con này nằm ở bên trong, đặc biệt có điều chỉnh tốc độ. Và nó có cái hút bụi ở phía sau này, mấy anh chị thấy nó hút bụi trong này dơ thấy không? Đó là nó an toàn, vừa sạch sẽ nhưng mà vừa tiện lợi. Con máy này chỉ nặng khoảng 1,7 kg. Con máy này nặng 1,7 kg mấy anh chị. Thì đây là một cái mẫu máy mà nó có thể nói là nó sử dụng vô được nhiều cái công việc cho mình. Có thể là trong gia đình mình cũng thể mình sử dụng. Do là mình thấy mình chà cái gì đó, mình cần thiết mình chà gì đó nó phù hợp, thì như chỉ chà thử một vài cái cho mấy anh chị coi thôi. Nó rất là phù hợp. Nhưng thấy mấy anh thợ sơn đó làm cái này rất là nhiều. Thay vì mua của thằng Matet thì hơn 1 triệu, còn cái con này nhưng đang bán là 680 ngàn. 680 ngàn cho một con máy như thế này, được bảo hành 6 tháng, hàng chính hãng, dây nguồn dài 2 mét ha. Hàng nó rất là chất lượng, dây đồng 100%, đảm bảo mấy anh chị. Thì các anh chị cô chú mình có nhu cầu cứ liên hệ máy xây dựng Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Thì máy như nói rồi, nó được tặng chỉ có 3 miếng giấy nhám và một cái đồ hút bụi này ha. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi. Có những ý kiến như thế nào các anh chị cô chú mình cứ comment bên dưới. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ những xin chào, hẹn gặp lại các anh chị cô chú vào những video kế tiếp. Xin chào các anh chị cô chú nha.